tới kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 30 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân. Hôm nay chương trình Cửa sổ Thái Nguyên ghé thăm đình làng Quạng tại xã Định Biên, huyện Định Hóa. Tại nơi này thì vào ngày 15 tháng 5 năm 1945 đã sáp nhập các lực lượng vũ trang trên toàn quốc thành Việt Nam Giải phóng Quân, lực lượng quân đội chính quy đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Và đồng hành cùng chương trình của chúng ta ngày hôm nay, tôi xin giới thiệu Thượng tá Lê Thị Hiếu là cán bộ tuyên truyền của Bảo tàng Quân khu 1. Chị Hiếu này, chị có thể cho khán giả truyền hình biết về cái bối cảnh lịch sử vào thời điểm sáp nhập các cái lực lượng vũ trang trên toàn quốc để thành lập lực lượng Việt Nam Giải phóng Quân năm 1945 chính tại địa điểm đình làng Quạng này được không ạ? Vào giai đoạn cuối năm 1944, đầu năm 1945 là thời điểm mà chiến tranh thế giới thứ hai bắt đầu bước vào giai đoạn kết thúc. Lúc đó, lực lượng dân chủ dưới sự đứng đầu của Liên Xô cũ đã đứng lên để tiêu diệt chủ nghĩa phát xít và đi đến kết thúc chiến tranh. Và cái thời điểm này thì như là Bác Hồ đã từng khẳng định là lúc này thời cơ giành chính quyền đã tới. Dù có hy sinh đến đâu, dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn thì cũng phải cương quyết giành cho được độc lập. Đến đầu tháng 5 thì Bác Hồ đã rời Cao Bằng về Tân Trào, Tuyên Quang theo con đường Nam Tiến mà người đã vạch ra trước đó. Và tại đây thì người đã quyết định chọn Tân Trào là nơi để xây dựng căn cứ cách mạng để lãnh đạo cách mạng trên toàn quốc. Vào ngày 9 tháng 3 năm 1945 thì Nhật đảo chí Pháp trên toàn cõi Đông Dương. Và vào ngày 12 tháng 3 năm 1945 tại đình Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã họp và ra chỉ thị Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta. Đây được coi là kim chỉ nam cho các hoạt động của Đảng cũng như là mặt trận Việt Minh trên toàn quốc. Và khi Bác Hồ về Tân Trào, Tuyên Quang thì Bác đã chỉ đạo về cái nhiệm vụ là sẽ xây dựng khu giải phóng bao gồm 6 tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên. Đó là những tỉnh cách mạng. Và nơi đây thì theo cái chỉ đạo của Bác và Trung ương Đảng thì sẽ xây dựng thành một nước Việt Nam thu nhỏ. Là điều kiện tiên quyết để chúng ta chuẩn bị cho nhiệm vụ giành chính quyền về tay nhân dân. Cũng như là chúng ta đã biết rằng vào cái thời điểm này, nhân dân Việt Nam vô cùng cực khổ bởi ách đô hộ một cổ hai chồng, thực dân Pháp và phát xít Nhật. Và vào cái thời điểm đó thì có thể nói là đã đến cái lúc cái sự bóc lột của chúng đã đưa dân tộc Việt Nam đến cái những cái giờ phút cùng cực nhất. Cho nên là như Bác Hồ đã nói là lúc này thời cơ giành chính quyền đã tới. Và để chuẩn bị cho nhiệm vụ giành chính quyền về tay nhân dân thì Bác Hồ và Trung ương Đảng đã có cái quyết định là chọn cái vị trí để xây dựng căn cứ, mua sắm vũ khí, huấn luyện quân sự và tổ chức quân đội. Vào ngày 15 tháng 5 năm 1945 tại nơi đây đã diễn ra cái lễ hợp nhất các lực lượng cứu quốc quân Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng Quân và các lực lượng vũ trang trên toàn quốc thành Việt Nam Giải phóng Quân. Đây là lực lượng quân chủ lực đầu tiên của bộ đội ta. Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng Quân thì được thành lập vào ngày 22 tháng 12 năm 1944 và được coi là đội quân tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong ngày hôm đó, đồng chí Võ Nguyên Giáp đã thay mặt cho Trung ương Đảng đọc quyết định thành lập Việt Nam Giải phóng Quân. Và lực lượng Giải phóng Quân lúc đó sau khi thành lập bao gồm 13 đại đội cùng với một số trung đội, đại đội vũ trang địa phương trên toàn quốc lúc đó. Và bộ tư lệnh lúc đó bao gồm 3 đồng chí, do đồng chí Võ Nguyên Giáp làm tư lệnh, đồng chí Trần Đăng Ninh và đồng chí Chu Văn Tấn làm ủy viên. Đây là lực lượng nòng cốt để cùng với nhân dân ta đứng lên giành chính quyền về tay nhân dân trong tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 sau này.
chị có thể cho biết là trong những năm qua thì di tích Đình Làng Quạng này đã được duy trì, tôn tạo như thế nào và phát huy được cái giá trị thế nào trong việc giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ trẻ? Trong những năm qua thì được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương, mái đình làng này cũng đã được tôn tạo vào và đáp ứng được yêu cầu của du khách đến tham quan, nghiên cứu, học tập. Đặc biệt là nhân dân các dân tộc trên quê hương Việt Bắc trong những cái dịp ngày lễ kỷ niệm thì cũng đều hành hương về đây để tham quan, để ôn lại truyền thống và cũng để nhớ lại những ngày gian khổ của các vị tiền bối khi xưa. Và đặc biệt là học sinh của các trường trong khu vực ấy, thì hầu như năm nào các em cũng đến đây để tham quan và cũng như là ôn lại truyền thống của lịch sử của nhân dân ta nói chung cũng như là quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng. Cách Đình Làng Quạng không xa là địa điểm bãi rừng Than Mát, nơi hội họp, nghỉ ngơi của các thành viên đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, cứu quốc quân và lực lượng vũ trang khác của Đảng, chuẩn bị cho lễ hợp nhất thành Việt Nam giải phóng quân. Bãi rừng Than Mát này vẫn còn 13 cây than mát xanh tươi, ghi dấu sự kiện lịch sử năm nào. Nơi đây đã được công nhận là di tích lịch sử quốc gia năm 1993. Đây là bãi than mát em ạ. Vâng. Bãi than mát là tên một loại cây. Đây chúng ta thấy vẫn còn lại những cái gốc than mát cổ thụ. Vâng, rất là cao. Đây là nơi mà các tổ chức Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và cứu quốc quân đã gặp gỡ ở đây. Vâng, nơi là gặp gỡ và sau đó thì là các đội quân được nghỉ ngơi ở đây. Và đặc biệt thì cái nơi này năm 1946 khi mà sáng chiến toàn quốc bùng nổ thì năm 1947 đã trở thành cái nơi đã được Trung ương Đảng chọn là nơi mở cái trường huấn luyện chính trị trung cao do đồng chí Tôn Đức Thắng làm giám đốc, tiền đề để sau này chuyển thành trường chính trị quốc gia Nguyễn Ái Quốc hiện nay. Khi mà thành lập đội Việt Nam tuyên truyền về giải phóng quân vào ngày 22 tháng 12 năm 1944, trên cái chỉ thị của Bác Hồ viết ra, Bác đã nhấn mạnh cái phương châm hoạt động của quân đội nhân dân Việt Nam là chính trị trọng hơn quân sự, tuyên truyền trọng hơn tác chiến. Hơn 70 năm đã trôi qua, nhưng địa điểm lịch sử Đình Làng Quạng vẫn được trùng tu, tôn tạo, gìn giữ, là địa chỉ đỏ trong những chuyến hành hương về nguồn của lực lượng quân đội Việt Nam cũng như người dân trong nước và khách du lịch quốc tế. Đặc biệt, đây là minh chứng lịch sử mang tính giáo dục sâu sắc cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Các cháu yêu quý, ở nơi đây ngày 15 tháng 5 năm 1945 đã diễn ra một cái sự kiện lịch sử hết sức quan trọng. Đó là lễ hợp nhất các lực lượng Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và cứu quốc quân thành Việt Nam giải phóng quân. Sau này cùng với nhân dân cả nước làm nên cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945, lật đổ ách thực dân phong kiến và tay sai tồn tại gần 100 năm trong lịch sử dân tộc để mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam của chúng ta. Nơi đây có thể nói là nơi mà quân đội của một nước Việt Nam độc lập đã được hình thành, để rồi sau đó với sự đùm bọc, che chở của nhân dân đã vượt qua mọi khó khăn gian khổ, anh dũng chiến đấu và chiến thắng oanh liệt, viết nên truyền thống cách mạng vẻ vang và xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân đã dành cho quân đội nhân dân Việt Nam. Và để nhớ lại, chúng ta cùng hát một bài hát để ca ngợi những chiến công của quân đội nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Bác Hồ kính yêu. Có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, lời vang ngày đất thành chiến thắng huy hoàng. 30 năm đấu tranh giành trọn vẹn non sông, 30 năm dân chủ cộng hòa kháng chiến đã thành công. Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam Hồ Chí Minh.